cúp 50 FI phun xăng điện tử, hàng rã xe kho nội địa Nhật về. Thì còn ít này mình bán sale nhanh, giá bán sale cuối năm phục vụ anh em, giá sale nhanh nha anh em. Chỉ duy nhất lô này bán giá sale 2.2 triệu một cục máy cúp 50 FI phun xăng điện tử, giá cực kỳ rẻ rồi. 2.5 triệu là bao gồm gì? Gồm cục máy nè, thùng xăng lớn nè, phun dàn điện sườn nè, họng xăng nè, bô e nè, co xăng nè, nói chung là phun nguyên bộ giống hồi xưa giờ mình hay bán nha. Trên những cái clip trước thì mình có làm nói về máy phun xăng điện tử FI 50 đó. Thì mình còn một ít này mình bán xem nhanh cho anh em ha, 2.2 triệu một bộ. Anh em nào có nhu cầu nhanh tay thì alo em 0933 996 332, giá sale nhanh 2.2 triệu một bộ. Anh em nào có nhu cầu alo mình 0933 996 332.